Rồi, hello mọi người nha. Việt Lao TV đây. Rồi, hôm nay rất vui được gặp lại mọi người ha. Bây giờ hôm nay mình sẽ tiếp theo chủ đề MCSA ha mọi người. Thì cố gắng làm cho xong MCSA cái đã. Dự kiến khoảng chừng 30 mấy bài đó. Xong mình qua nhiều cái mục khác ha mọi người. Xong cái MCSA rồi mình chắc mình ngưng thời gian ha, mình làm sang những cái phần khác. Rồi xong mình sẽ quay lại MCSA. Để nó update ha, cho nó update cái luôn đi. Rồi, hôm nay là bài 17 ha mọi người. DNS Domain Name System ha. Thì trong cái phần thực hành này ha, bài lab này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt và cấu hình một cái DNS server ha. Để quản lý tên miền, hỗ trợ phân giải tên trong nội bộ và internet ha. Thì bài lab này mình sử dụng hai máy ha. Một máy là SV1, IP là 211 ha, với một máy SV2 212 ha. Hai máy này đều chạy Windows Server 2019 hết ha. Rồi lớp mạng của chúng ta là 192.168.254 ha, các bạn tiêu chuẩn trong cái phần lắp của mình ha. Rồi kết nối qua router ra internet. Rồi mấy cái mô hình này thì nó đơn giản không có gì ha. Hai cái máy ra internet. Rồi tạm thời đóng lại ha. Rồi đóng cái luôn đi. Thì mình sẽ làm từng tự theo các bước ha mọi người. Một, cài đặt DNS server ha. Cài đặt DNS server. Rồi, mình sẽ mở Hyper-V lên. Rồi, ở đây mình sử dụng hai máy SV1, SV2 ha. Mình revert nó lại một cái. Rồi, mình sử dụng máy SV1 trước ha. Start lên. Ở thang mình kiểm tra cái mạng đó ha. Rồi 192.168.254 ha, mặc định. Lớp mạng chính của cái server mình ha. Start. Rồi, đọc con thôi mọi người. Rồi, giờ mình sẽ đi cấu hình TCP/IP ha. Kiểm tra lại hoặc cấu hình cho nó đúng rồi. Rồi, ok ha. 192.168.254.211. Rồi, đúng rồi ha. 192.168.254.251. Rồi, gateway ha. Rồi, ở đây mình sẽ là 192.168.254.211 ha mọi người. Nó làm DNS ha, cho nên nó phải chỗ DNS thì chính nó. Rồi ok ha, chính xác. Ok, rồi phải chừa cho disk PC ha, chọn property change setting ha. Rồi bấm change luôn ha. Rồi ở đây chúng ta chọn mục mo nè. Rồi cái chỗ này nó là Primary DNS Suite ha. Rồi chúng ta nhập cho cái tên domain chúng ta ha. Rồi bấm ok. Rồi ok luôn ha. Ok, restart lại. Rồi nó on ha. Thôi mình làm từ từ chút xíu ha mọi người, chậm mà chắc đi. Rồi sau khi chúng ta cấu hình tạm gọi là TCP/IP xong ha,
Và bước tiếp theo chúng ta sẽ đi cài DNS server. Thì DNS server nó là một cái role ha. Rồi. Chọn add role và feature hả mọi người. Rồi before you begin net tới luôn ha. Net luôn ha. Đúng server đúng IP ha. Next. Rồi có tab DNS server nè. Xong rồi tích vào ha. Rồi. Nó yêu cầu một số cái feature ha, chúng ta add feature luôn. Rồi, chúng ta chọn tiếp tục ha, net. Rồi, để default net luôn ha mọi người. Rồi, bấm install. Cho nó tiến hành cài DNS server. Rồi cứ để cho nó cài đi ha. Mình qua cái nốt bước số 2 ha mọi người. Tạo DNS zone. Mình làm từng bước ha cho mọi người dễ hình dung. Rồi coi xong chưa đã. Rồi xong ha mọi người. Close thoát ra ha. Rồi chúng ta vô tool ha. Chọn một DNS. Rồi phóng lớn luôn. Đây chúng ta kiểm tra ha. Hiện tại là chưa có gì hết ha. Rồi chúng ta phải chuột vào cái mục Forward Lookup Zone ha. Chọn New Zone. Rồi Next ha mọi người. Chúng ta chọn Primary Zone ha. Rồi Zone Name chúng ta nhập vào tên domain chúng ta ha. Rồi tiếp tục net ha. Rồi net luôn. Rồi ở mục này ha, cửa sổ Dynamic Update ha. Rồi chúng ta chọn Allow Secure và Non Secure luôn ha mọi người. Cho phép update tự động ha. Còn cái secure only là chỉ có khi nào mà chúng ta tích hợp nó trong AD ha. Khi chúng ta lên cài cái dịch vụ Active Directory Domain Service ha. Thì cái chức năng này nó mới hoạt động, nghĩa là tích hợp DNS trong AD luôn. Rồi chúng ta tiếp tục net ha. Rồi. Chúng ta đi cài xong cái phần Forward Lookup Zone. Rồi chúng ta bùng nó ra nè. Rồi kiểm tra ha. Thấy có một cái mực cọt ha. SV1. Rồi tiếp theo mình sẽ đi cài cái Revert Lookup Zone. Rồi phải chuột vô Revert Lookup Zone ha mọi người. Chọn New Zone. Rồi Net. Cũng là Primary Zone ha. Rồi IPv4 ha. Rồi chúng ta nhập cái network ID 192.168.254. Rồi next. Rồi tạo luôn ha. Rồi cũng cho phép ha. Cho phép cơ chế update tự động secure và non secure. Rồi next. Finish. Rồi chúng ta bung ra kiểm tra nè. Chưa có ha mọi người. Rồi, chúng ta chưa có cái một cái pointer cho nó ha. Cái record pointer để cập nhật cho nó. Bây giờ chúng ta sẽ dùng command line nha. Cmd ipconfig register dns. Rồi kiểm tra có đúng không ha. Register dns. Rồi enter. Rồi, ta đóng lại ha. Ta bấm refresh lại cái. Rồi, chúng ta có được một cái record là cái pointer ha mọi người.
Rồi, bước tiếp theo chúng ta thử phân giải tên ha. Rồi, chúng ta dùng CMD luôn. Chúng ta gọi cái lệnh là NS lookup. Nghe không? Default DNS server là sv1.vietlau.vn ha, hay bi ha. Rồi, thử chúng ta phân giải tên thử nha. SV1 nè. Ok, thành công ha. Rồi, phân giải IP nè. Ok. SV1 nè. Chấm là vietcloud.vn nè ha. Ok ha. Phân giải thành công hả mọi người? Rồi, bước tiếp theo mình sẽ tạo các DNS record. Bước số 3. Tạo các DNS record ha. DNS record. Rồi, ở đây mình sẽ quay lại DNS server ha. Rồi, chúng ta phải chuột vào cái mục forward lookup zone ha, chọn cái tên miền ha. Thì ở đây nếu mà chúng ta có nhiều domain ha thì chúng ta cứ tạo forward lookup zone ha, ví dụ như là vietlau.vn nè, abc.com ha, xyz.com ha. Giờ ở đây chúng ta chỉ sử dụng một domain thôi ha. Rồi, chúng ta phải chuột nè. Chọn new cái hot. Rồi, ở đây ví dụ chúng ta đặt cái hot là mail ha. Trong nội bộ chúng ta có cái mail server ha, 192.168.254. Chấm chấm. Rồi, ví dụ ha mọi người. Đó. Rồi chúng ta bấm add hot ha. Ok. Đây, chúng ta có cái địa chỉ hot của cái mail ha. Mail là b.100. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tạo một cái alias name ha mọi người. So là cname á. Rồi, ở đây chúng ta có thể tạo một cái alias name là World Wide Web ha. Rồi, đây là Full Quality Domain Name ha. Rồi, chúng ta chỗ lên cái SP1 chúng ta. Đây. Ok ha. Ok. Đó. CNAME ha mọi người. Rồi, chúng ta có web ha. Webmail. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tạo một cái embed record ha. Embed record là một cái địa chỉ để cho cái server của bên ngoài ha. Internet đó. Sẽ biết mà đến gửi mail chúng ta ha.
Ở đây chúng ta chỉ làm trong nội bộ thôi ha. Rồi, phải chuột ha. Chọn New Mail Exchange GMX ha mọi người. Rồi. Trong cái cửa sổ hot và cha domain ha, chúng ta để trống ha. Đây full quality domain name nè. Rồi chúng ta kiếm cái hotmail ha. Mail. Đó. Là khi mail server của ví dụ như là Gmail đi ha, muốn gửi mail cho công ty chúng ta thì nó sẽ dựa vào cái admin record ha, mà nó biết địa chỉ mail server ở đâu và nó sẽ gửi mail đến. Rồi, ok hả mọi người. Rồi, chúng ta tạo ba cái hot, ba cái record ha. Mail, một cái web và cái admit record. Rồi, tiếp theo chúng ta qua cái phần revert lookup zone ha mọi người. Rồi, chúng ta phải chuột vào cái zone của chúng ta ha. 192.168.254 nè. Rồi, chúng ta phải chuột ha. Chúng ta chọn New Pointer. Rồi. Chúng ta nhập địa chỉ của mail server ha. Nãy là mình cho là 100 ha. Mình giả dụ mình có một cái mail server trong công ty ha, có IP là chấm 100 thì host name nè, chúng ta sẽ chọn nó về cái mail. Rồi, ok hết mọi người. Đây sẽ nó biết sẽ là mail chấm vietlau chấm vn sẽ là IP 100 ha. Rồi, tiếp theo giờ mình sẽ kiểm tra ha. Kiểm tra cái phần giải tên của DNS server nè. Rồi. Chúng ta gõ là NS lookup ha. Giờ chúng ta phân giải thử cái tên quạt quay web nha, quạt quay web chấm vietcloud.vn. Ok. Ra cái địa chỉ của server ha. 211. Rồi chúng ta tiếp theo cái mail ha. Rồi, địa chỉ là 100. Rồi, tiếp theo giờ chúng ta sẽ phân giải từ nãy giờ là chúng ta phân giải từ tên qua IP ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân giải từ IP ra tên ha mọi người. Giờ chúng ta thử phân giải cái IP của mail server ha. 192.168.254.100 ha. Còn nó ra tên nha. Rồi, ra tên của bạn ha, mail.vietlau.vn. Giờ DNS chúng ta hoạt động tốt không mọi người? Rồi, tiếp theo là chúng ta kiểm tra cái DNS cái admit record chứ. Rồi, ở đây chúng ta sẽ gõ một cái lệnh ha. Set time bằng mbit. Rồi chúng ta gọi cái domain ha, vietcloud.vn. Đây. vietcloud.vn ha mọi người. mail.vietcloud.vn có địa chỉ IP là 192.168.254.100 ha. Thì ví dụ cái địa chỉ này là địa chỉ trên internet chúng ta ha, thì Gmail thì nó sẽ dựa vào cái admin record này nè, nó sẽ gửi mail cho bên phía công ty chúng ta ha. Rồi giờ chúng ta đã kiểm tra DNS server thành công rồi, bước tiếp theo ha mọi người, kiểm tra
Phương dễ tên trên internet ha. Internet. Rồi chúng ta đóng lại ha. Mở cửa sổ mới đi. Rồi. Để phân giải trên internet ha. Tao có lệnh internet nút cấp luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân giải google.com ha. Wow, IP của Google nè ha, 123456. yahoo.com. Địa chỉ IP của Yahoo ha. microsoft.com. Đây. Rồi, vậy là DNS chúng ta ha, phân giải thành công ha mọi người. Các địa chỉ tên miền trên internet ha. Thì giờ bây giờ là chúng ta sẽ ví dụ chúng ta có các máy chạm ha. Thay vì chúng ta chỏ cái refer DNS về 8.8.8.8 ha. Thì chúng ta có thể chỏ về cái DNS của chúng ta 192.168.254.211 ha. Cũng phân giải tên được luôn ha. Coi như là cái DNS của chúng ta mới tạo á, mới setup xong á là có chức năng phân giải tên rồi ha. Khi chúng ta cài DNS server vô đó là mặc định nó sẽ phân giải tên được ha mọi người. Thì bây giờ á mình sẽ kiểm tra cái tính năng phân giải tên của nó ha. Tại sao nó phân giải được? Rồi, giờ chúng ta đóng cửa sổ lại ha. Tại sao cái DNS của chúng ta có thể phân giải được ha mọi người? Rồi, giờ chúng ta sẽ vào cái DNS ha. Mở cái mục server chúng ta ha, SV1, chọn property nè. Rồi chúng ta qua cái tab Routine. Rồi, ở đây mọi người thấy không? Đây là những cái server trên internet ha mọi người. Hình như là 13 cái đó, để mình đếm coi. 1 2 3 4 5 6 7 8 chữ H là 8 ha. 9 10 11 12 13. Nó gọi là root in DNS ha mọi người. Thì để mặc định á, mặc định cái server cái DNS server chúng ta phân giải được á là mặc định là nó sẽ forward ha. Nó sẽ forward qua những cái 13 cái DNS này ha. Để nó nhờ nó phân giải ha. Rồi bây giờ mình sẽ xóa ha. Để có tab forward nè. Này gọi là root DNS. Giờ mình sẽ xóa hết luôn nha. Xóa sạch luôn. Rồi mình xóa sạch rồi đó. Coi như là hiện tại là cái 13 cái root DNS là không còn ha. Mình apply. Yes. Ok ha. Rồi mình sẽ restart cái server lại ha. Thay vì mình khởi động server lại thì giờ mình restart ha mọi người. Rồi, sau khi restart xong ha. Chúng ta kiểm tra lại nè.
Giờ chúng ta sẽ clear cache nó luôn ha. IP config plus DNS ha. Clear cache luôn. Rồi, coi như là giờ một cái DNS là sạch sẽ ha, không còn lưu bất cứ cái cache gì hết. Bây giờ chúng ta sẽ phân giải tên hồi nãy ha. Hồi nãy chúng ta phân giải tên là Google nè, Yahoo nè, Microsoft ha. NS lookup. Rồi, Google ha. Chắc chắn là thất bại. Thất bại ha. Thất bại. Bởi vì chúng ta đã xóa 13 cái root DNS rồi ha. Thì bây giờ nó không có phân giải tên được. Tại vì bản chất của DNS của chúng ta nó không phân giải tên được ha. Nó phải forward qua cái root DNS nó nhờ phân giải giùm ha. Rồi bây giờ chúng ta xóa nó rồi. Thì bây giờ nó không phân giải được. Rồi. Bước tiếp theo, để phân giải được thì chúng ta phải cấu hình. Cấu hình DNS forwarder ha mọi người. Cấu hình DNS forwarder nghĩa là chúng ta phải forward cái địa chỉ mà chúng ta cần phân giải ha đến một cái DNS server khác để nhờ nó phân giải giúp. Rồi, đây chúng ta mở lại DNS ha. Tool DNS. Rồi, phải chuột vô cái SV1 chọn property. Đây chúng ta kiểm tra lại nè, cái root của chúng ta ha. Root hình chúng ta đã xóa sạch hết rồi ha. Ta xóa rồi thì không phải phân giải tên được nữa. Rồi, để chúng ta có mục là forwarder nè. Chúng ta chọn edit ha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ forward qua cái DNS thử cái DNS của hình như của Google ha, 888 nha. 8.8.8.8. Ok. Nó xanh là được ha mọi người. Ok ha. Bây giờ là chúng ta sẽ forward nó qua cái DNS của Google nhờ DNS Google phân giải giùm ha. Ok ha. Ta kiểm tra lại cái root hình nè, xóa sạch rồi nha. Đây forward qua DNS của Google. Ok ha. Rồi. Chúng ta thu nhỏ lại nè, kiểm tra phân giải được chưa nha. Lúc đầu là chúng ta phân giải bằng root ha. Sau đó chúng ta xóa root đi. Giờ chúng ta sẽ phân giải bằng cái forwarder, cụ thể là DNS của Google ha. Để kiểm tra chính xác ha, chúng ta clear cache luôn ha. Cho nó sạch sẽ. Rồi. Tiến hành phân giải tên nè. google.com nè. Ok ha. yahoo.com. microsoft.com. Ok. Thì ở đây ha, chúng ta không nhất thiết là forward đến Google ha. Chúng ta có phải forward đến địa chỉ của DNS của nhà cung cấp dịch vụ FPT nè, hay là VNN hay là Viettel được không mọi người? Rồi ở đây mình thử một cái DNS của VNN ha. 203.162.4.190. Không biết còn xài được không, lâu quá không nhớ nữa. Rồi, hết xài được rồi.
Rồi cái DNS này không còn tồn tại ha. Delete đi. Giờ mình thử cái DNS của 11 coi, 1.1.1. Ok ha. Như mình ở đây là mình đang xài của Viettel ha. Rồi mình thử coi. Giờ mình kiếm thử DNS nè, server của Viettel ha. Hình quá, có danh sách DNS tốt nhất nè. Đây. DNS Singapore, DNS VNPT nè. 203.162.4.190.191. Mình kiểm tra lại coi. 203.162.4.190. Rồi chết queo rồi. DNS Viettel nha. 203.13.131.1. 203.113.131.1. Rồi, ok hả mọi người? Rồi thử đi một cái DNS của FPT ha. 210 245 24 20. Rồi. Và đi test lâu quá. Chắc tiêu hay gì rồi. Đây đến đến Google ha, 888 8844. Đây là IPv6. Rồi 1111 ha, là của cặp Cloud Clear gì đó. Verizon nè. Net Nam VNIT ha. Rồi. Rồi chúng ta cũng trở lại nha. Rồi FPT cũng tiêu luôn rồi ha. Đây chúng ta sẽ đẩy cái này là của Viettel ha. Lên. Lần đầu ưu tiên ha. Ok. Đây. 3.1.1.3.1.1.1 ha. Kiểm tra lại. NS lookup ha. Yahoo.com. viettel.vn. Rồi, ok ha mọi người. Rồi, trong cái phần tiếp theo và phần số 6 ha. Cấu hình DNS John Chamfer. Cái này có thể hiểu nôm na là một cái backup DNS. Rồi ví dụ trong công ty chúng ta ha mọi người. Đang sử dụng cái DNS là cái máy chúng ta ha, máy SV1 để phân giải tên. Nhưng mà một ngày đẹp trời nào đó thì cái máy này nó có vấn đề ha, nó không start được ha. Nói chung là nó bị chết phần cứng luôn. Thì giờ nhu cầu phát sinh là chúng ta phải có một cái DNS dự phòng ha. Rồi, dịch tiến hành xây dựng một cái DNS thứ hai ha. Rồi thu nhỏ cái này lại. Rồi, mở hai IP lên. Rồi, start. Tạt cái SV2 lên ha mọi người. Rồi, ta đăng nhập ha.
Rồi chúng ta start được cái SV2 lên ha mọi người. Rồi chúng ta sẽ qua cấu hình trên SV1 một chút. Rồi chúng ta qua cái forward của zone ha. Chúng ta chọn cái zone nè, property ha mọi người. Rồi chúng ta qua cái mục là zone transfer ha. Rồi chúng ta kiểm tra ha, mặc định chọn only to server list ha, on the name server tab. Rồi chúng ta qua cái tab name server ha. Rồi chúng ta add cái SV2 vào ha mọi người. Rồi sv2.vietcloud.vn. Rồi đúng theo mô hình ha. Rồi chúng ta kiểm tra ha. SV2 rồi 192.168.212 ha. Rồi nó màu đỏ thì kệ nó ha. Tại hiện giờ server 2 mình chưa cấu hình. Rồi bấm OK ha. OK. Rồi tiếp theo qua cái mục revert lookup zone ha, chọn cái 192.168.254 cũng tương tự ha mọi người. Đây cũng... rồi chúng ta qua zone confirm ha, kiểm tra ha, cho phép ha zone transfer ha, chỉ cho phép zone transfer những cái server được liệt kê trong cái tab là name server tab ha. Mà chúng ta qua name server chúng ta chọn add ha, sv2.cloud.vn. Rồi IP ha, 192.168.254.212. Mình mới đỏ kệ nó ha, tại vì mình chưa cấu hình bên server 2. Và mục đích mình làm cái này là cho phép cái DNS server ha, nó chuyển cái zone qua bên server 2, biến cái server 2 thành một cái backup ha, hay là dự phòng đó. Rồi OK luôn. OK. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cấu hình trên server 2 ha mọi người. Trước tiên là kiểm tra lại IP nè. Khoan, uống miếng nước cả nha, khát nước quá. Rồi cấu hình IP cho server 2 ha mọi người. IP 212 đúng rồi ha. Gateway đúng ha. Chúng ta sẽ refer DNS về SV1 ha. 211. Rồi OK ha. Rồi chúng ta đi cài DNS server. Add one feature. Add tương tự ha mọi người. DNS server. Rồi cái này mình làm nhanh ha, tương tự install.
Thì cái mục đích chúng ta xây dựng thêm một cái DNS, DNS số 2 ha, hay là SV2 đó. Thì chúng ta dùng mục đích là dự phòng ha, với lại load balancing ha, cân bằng tải. Rồi, close ha mọi người. Rồi, chúng ta qua cái mục tool ha, vô cấu hình DNS nè. Chắc là chưa có gì đâu. Khỏi kiểm tra ha. Rồi, phải chuột vô cái forward look zone ha. Chọn new zone. Rồi, next ha. Chỗ này quan trọng nè. Như hồi nãy lúc nãy mình cấu hình là cái SV1 á, nó là primary zone. Đó là cái zone chính ha. Bây giờ cái DNS server thứ hai chúng ta bắt buộc phải là secondary zone ha mọi người. Rồi, chọn next. Zone name tương tự. Kiểm tra chính xác ha. Next. Ở đây nó hỏi master DNS server là của cái SV1 ha. IP vô 192.168.254.211. Đúng ha, chính xác nha. Rồi, nhấp chỗ bên ngoài xanh. Ok, net ha mọi người. Finish. Rồi, trong cái cửa sổ forward look zone ha, chúng ta bùng ra ha. Rồi, chúng ta thấy nó báo đỏ. Rồi, chúng ta phải chuột vào vietcloud.vn ha. Chọn change from master ha mọi người. Rồi, chờ nó chút ha, để nó transfer từ cái SV1 về ha. Rồi, bấm F5 ha. Rồi. Chút xíu hả mọi người ơi. Đây, transfer thành công ha. Từ cái SV1 về nè. Có mail nè ha. SV1, SV2. Web, và như cái embed nè. Embed record của mình ha. Đủ ha mọi người. Rồi, tương tự chúng ta qua cái mục revert lookup zone, phải chuột new zone. Rồi, next ha. Secondary zone. Tương tự 192.168.254. Gõ chính xác ha mọi người. Nhiều khi mình gõ lộn á, lắc có báo lỗi. Đi kiểm tra nó mệt. 192.168.254. Next. Rồi, master ha. Là cái địa chỉ của SV1. 254.211. Rồi, ok luôn ha. Net finish. Cũng tương tự ha. Rồi, chúng ta kiểm tra ha. Đồng bộ thành công ha mọi người. Đây là cái secondary DNS ha. Thì tương tự như cái này là trong hệ thống của chúng ta, nếu như mà hệ thống lớn ha, có nhiều client thì chúng ta có thể triển khai thêm một cái DNS số 3, số 4 ha. Này là mục đích triển khai nhiều DNS server trong cùng hệ thống.
Rồi, bài lab này cũng khá dài đó, gần 1 tiếng rồi đó mọi người. Mình cố gắng mình làm, nói chung là chậm chậm từ từ đó, không có nhanh đó, để cho mọi người theo dõi cho nó dễ ha. Mệt rồi đó, giờ cũng 10 giờ 10 giờ mấy rồi. Thôi, mình xin tạm dừng bài lab tại đây ha. Hẹn gặp mọi người vào bài lab tiếp theo. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ha, ủng hộ mình giống như là bấm vào cái chuông để mình ra bài lab nào mới thì mọi người xem ha. Rồi, nếu mọi người thấy hay nữa thì có thể chia sẻ ha, để cho nhiều người cùng, nói chung là cùng cùng biết cùng học thôi. Ở đây thì mình cũng không có nói gì ha, chỉ biết nhiều thì chia sẻ bấy nhiêu thôi, cũng không phải là chuyên gia chuyên gì hết, chung cũng là cổ bắp thôi ha, thì cũng nghiên cứu biết được nhiêu thì chia sẻ với mọi người ha. Rồi, xin chào mọi người ha.